Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta đặt y bằng 3x mũ 4 trừ 4x mũ 3 trừ 12x bình phương cộng m bình phương. Như vậy đạo hàm cục này lên thì chúng ta sẽ có 4x mũ 3. Còn cục này là 3x bình phương. Còn này là 2x. M bình là hằng số, chúng ta có số 0. Bây giờ chúng ta nhân vào. Bây giờ chúng ta cho y phải bằng 0. Thì chúng ta sẽ có cục này bằng 0. Thì chúng ta tính ra x bằng trừ 1, x bằng 0, x bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ vẽ bảng biến thiên ra. Chúng ta thấy số 12 là số dương. Như vậy dấu ở đây chính là dấu cộng. Qua đây trừ, cộng, rồi lại trừ. Như vậy cái hình nó sẽ đi như thế này. Bây giờ chúng ta thế trừ 1 vào cái cục này thì chúng ta sẽ ra m bình phương trừ 5. Sau đó đi lên chúng ta thấy số 0 vào, chúng ta có m bình phương. Chúng ta thấy 2 vào đây, chúng ta có trừ 32. Như vậy nó đi xuống thấp nữa, thấp hơn m bình trừ 5. Sau đó đi lên. Như vậy chúng ta sẽ có cái hình như thế này. Chúng ta biết khi nó chạm cái đường y bằng 0 thì nó sẽ đi lên, có nghĩa những phần âm thì nó sẽ biến đổi thành các cục dương. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái y bằng 0 tịnh tiến nha. Bây giờ chúng ta đề đang nói có đúng 5 điểm cực trị. Nếu chúng ta để đây thì chúng ta có 1 2 3 4 5. Như vậy cái này đúng nè. Bây giờ chúng ta di chuyển lên đây thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chỗ này đúng luôn. Bây giờ di chuyển lên đây thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không đúng. Bây giờ chúng ta di chuyển lên đây, chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy vị trí này là đúng nè. Như vậy chúng ta sẽ có trường hợp như sau. Như vậy m bình trừ 32 phải nhỏ hơn số 0. Tại vì nếu mà bằng 0 thì chúng ta chỉ có 3 cực trị. Nếu mà nó nhỏ hơn 0 thì nó sẽ tạo thành 5 cực trị. Và m bình trừ 5 phải lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ kết hợp hai cục này lại. Và trường hợp thứ hai đó chính là m bằng 0. Y m bằng 0 nó nằm ở vị trí này thì chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5. Như vậy chúng ta có một trường hợp đầu tiên. Và trường hợp này chúng ta sẽ tính.
Như vậy chúng ta sẽ có m nhỏ hơn hoặc bằng trừ căn 5 và m lớn hơn hoặc bằng căn 5. Đối với cục này thì chúng ta sẽ có m sẽ lớn hơn trừ 4 căn 2m và nhỏ hơn 4 căn 2. Như vậy nếu chúng ta kết hợp lại thì nó sẽ ra như thế này. Như vậy, chúng ta sẽ đếm tất cả các số nguyên của m trong các khoảng này. Chúng ta sẽ có m bằng trừ 5, trừ 3, số 3, số 5, trừ 4 và số 4. Như vậy, chúng ta cộng hết cái này lại là 6 cái, thêm cái cục này nữa là thêm nữa. Chúng ta có câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.